Đây quả bóng này nè các bạn. Đây là bóng đồi. Bóng này thời trẻ trâu mình rất hay ăn. Đây là chín hết rồi. Ngọt lắm các bạn ạ. Thì nữa mình sẽ lấy một ít về. Quá ngọt luôn. Mình sang bên này. Sang bên này nó rất chi hạt nhiều. Đây. Rất chi nhiều luôn. Đây, bóng chín đây. Đấy. Rất chi là nhiều các bạn ạ. Rất nhiều luôn. Đây nữa. Ăn nữa mình sẽ hái một tí về mình ăn nhé. Bên này nữa các bạn ạ. Rất ngọt. Lát nữa mình sẽ đi hái. Bằng này. Đây các bạn. Đây cũng rất nhiều. Chín rất nhiều các bạn ạ.